Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại, tiếp tục mang đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Ngủ với người dưng của tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi trải qua một đêm tình với một người đàn ông xa lạ tại nước Pháp, những tưởng rằng Hà Vũ và Tùng Lâm sẽ không thể nào gặp lại nhau. Thế nhưng giờ đây sau khi quay trở về Việt Nam thì họ đã vô tình gặp lại. Và điều trớ trêu ở đây là Hạ Vũ đã trở thành cấp dưới của Tùng Lâm. Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có một tình huống bất ngờ xảy đến, một màn đối đầu khá căng thẳng giữa hai người đàn ông vì một cô gái. Vậy thì màn đối đầu này sẽ xảy đến như thế nào và nguyên nhân nào dẫn đến điều này? Thì xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa đến với tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Nhân dịp ngày hôm nay là ngày đầu tiên của xuân năm mới, xuân Tân Sửu, thì anh Sa xin được phép thay mặt cho ekip của Chị Dậu cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media xin được kính gửi đến tất cả quý khán thính giả ở Việt Nam cũng như là ở hải ngoại đã đồng hành cùng với anh Sa về ekip trong suốt khoảng thời gian vừa qua một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả và cùng nhau chào đón một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn nữa. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Ngủ với người dưng, tác giả Lam Giang qua diễn đọc của anh Sa. Chừng vài phút sau đó, đi từ một hướng khác, người đàn bà sang trọng bước tới. Bà ta mặc quần áo màu đen, đội mũ rộng vành, đeo kính đen, khẩu trang, che kín cả khuôn mặt. Hai người họ đứng trước ngôi mộ, không vồn vã tay bắt mặt mừng như người thân quen hay họ hàng. Cả hai cúi đầu trước người đã khuất, không ai nói với ai một lời. Sau đó thì người đàn bà kia chủ động rời đi trước, Hà Vũ nhìn theo, khẽ lau nước mắt rồi trở lại nơi Lâm đang đứng. Hít một hơi thật sâu, Hà Vũ cố lấy lại sự tự nhiên để Lâm không nhận ra cảm xúc bất ổn trong lòng lúc này. Dĩ nhiên là Lâm có thể nhìn thấy đôi mắt ẩn ực nước và ánh buồn trào ra trên gương mặt của Hà Vũ. Anh cố làm bộ như không để ý để không khiến cho Hà Vũ cảm thấy khó xử và ngại ngùng. Cô xong việc rồi chứ? Chúng ta về chưa? Hà Vũ gật đầu, cô bước lên xe thật nhanh, tránh đi cái nhìn của anh vào đôi mắt đang đỏ au bởi vì khóc. Suốt chặng đường trở về thì cô không nói một lời nào cả. Và Lâm cũng tuyệt nhiên không gặng hỏi. Anh biết giới hạn của mình. Và anh cũng hiểu là câu chuyện đó không phải là một thứ có thể chạm vào khi chưa được phép. Nhất là khi mối quan hệ của anh và cô chẳng có gì đủ thân để cố bước vào cả. Về gần đến thành phố thì cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Cô thức dậy sau cái lai gọi của Lâm. Hạ Vũ, dậy đi, sắp đến nơi rồi đấy. Cô giật bắn mình. Cô cảm thấy ngại khi đã ngủ suốt cả một hành trình dài và để mình Lâm lái xe như vậy. Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi xin lỗi. Có lẽ vì mệt quá thế nên... Cô đói không? Chúng ta đi ăn chút gì rồi về nhé. Tôi cũng đói quá rồi. Hà Vũ vốn không muốn tiếp tục để cả hai phải gần nhau. Thế nhưng mà tình huống này chẳng cho phép cô có cơ hội nói lời từ chối. Lâm đã dành cả buổi chiều đưa cô trở về quê, lại còn tận tình mua hoa viếng mộ mẹ. Không nhẽ bây giờ một bữa tối cô cũng không thể nào mời anh sao? Như thế thì thật có phần khiếm nhã. Vậy anh muốn ăn gì đây? Tôi không rảnh lắm. Anh cứ đến nhà hàng nào mà anh cảm thấy thích, coi như đây là lời cảm ơn của tôi nhé. Tùng Lâm mỉm cười. Anh lái xe đến một nhà hàng quen thuộc, chọn một quán ăn thật phù hợp. Nó đủ ấm cúng, nhưng mà không quá riêng tư để khiến cho cả hai phải ngượng ngùng. Nó không quá sang trọng để khiến cho cô cảm thấy khó xử. Và cô cảm thấy thoải mái khi bước vào đó. Trong đầu của cô thầm nghi, người đàn ông này quả thật quá đối tinh tế. Lâm kéo chiếc ghế để cho cô ngồi xuống. Cô lại mất một vài giây để cân bằng lại cảm xúc. Cô tự nhủ với chính mình, đừng để cho những thứ hào nhoáng như vậy làm cho mình rung động chứ. Không phải bởi vì là mình đặc biệt, mà chỉ đơn giản là đàn ông đã từng sống ở trời Tây. Và đây là phép lịch sự tối thiểu, cách mà họ hành xử với mọi người phụ nữ khác mà thôi. Hà Vũ à, đừng có ảo tưởng như vậy chứ. Cô cảm thấy khát nước. Cả một buổi chiều thật dài đã trôi đi.
Cô cầm chai nước lọc vặn nó. Thế nhưng khi mà cô còn chưa kịp làm thì Lâm đã đưa cho cô một ly nước vừa được rót ra. Cô uống đi. Anh cầm lại chai nước, mở ra và đưa đặt nó bên cạnh Hạ Vũ. Cô nhấp một ngụm, làn nước mắt lành lan tỏa trong cổ họng. Nó xoa dịu đi cơn khát và cả những mệt mỏi của cô sau một ngày dài. Nhân viên đặt lên bàn hai đĩa đồ ăn. Hạ Vũ vẫn còn mải mê ngắm nhìn khung cảnh của nhà hàng. Cô quay lại và giật mình khi thấy món bít tết của cô đã được Lâm cắt sẵn và đặt ngay ngắn trước mặt. Cô ăn đi, món này ở đây là ngon nhất đấy. Lâm cúi xuống và cắt miếng bít tết trên đĩa của chính mình. Sự dịu dàng của anh, hành động ân cần đó, chẳng cứ Hạ Vũ, một cô gái thiếu thốn tình cảm, mà bất cứ một người con gái nào cũng sẽ đều phải rung động. Nhưng anh càng làm như vậy, Hạ Vũ lại càng cảm thấy sợ. Cô tự nhắc nhở với chính mình, đừng loạn nhịp, tìm ơi. Xin mày đấy, đừng loạn nhịp. Cô ổn rồi chứ? Lại một lần nữa thì câu nói đó vang lên. Nó chính là câu nói khiến cho Hạ Vũ ngã vào vòng tay của anh trong cái đêm cuối cùng tại Paris. Người đàn ông này đã luôn hỏi cô có ổn không giữa cái lúc mà cô cần một người xoa dịu nhất. Tôi ổn rồi. Cảm ơn anh nhé. Thì ra là anh biết. Anh biết hết thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng của cô. Sự tinh tế của Lâm là anh không hỏi trong cái lúc cô bấn loạn nhất, mà đợi cho đến khi mọi thứ lắng xuống rồi mới quan tâm. Cái cảm giác người đàn ông đó nhìn thấu tâm can của mình, dịu dàng ân cần hỏi han, khiến trái tim của Hà Vũ như muốn tan chảy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm bằng một ánh mắt đầy biết ơn, cảm kích. Cô ngượng ngùng khi thấy Lâm cũng đang nhìn mình say đắm. Anh bắt thóp được rằng chắc chắn cô sẽ lại nhìn mình run rẩy như thế, nên đã đợi sẵn. Cô biết không, mỗi lần cô nhìn tôi như vậy là tôi lại không kìm lòng được đâu đấy. Hạ Vũ vội vàng lảng tránh, cô uống nước để rồi bị sặc. Lâm thì vừa cười vừa dùng khăn giấy lau miệng cho Hạ Vũ. Sao phải ngượng đến mức đó chứ? Cứ thoải mái đi. Tôi và cô chẳng phải còn nhiều thứ hơn như vậy sao? Một câu bông đùa của tôi đã rối loạn hết cả lên như thế. Anh... Xin anh đừng nói những lời như vậy nữa. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Lâm gật gù ra điều hối lỗi. Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi có thể hỏi điều này được không? Anh nói đi. Người đàn bà ban nãy cùng đến viếng mộ mẹ cô là ai vậy? Hai người không phải là họ hàng sao? Thế có vẻ không được thân thiết cho lắm. Là một người họ hàng xa thôi. Tôi và mẹ không có người thân thiết ở quê, nên cũng không tổ chức đám dỗ. Hàng năm tôi về thăm bà như vậy thôi. Nhìn thấy thái độ không được tự nhiên của Hạ Vũ, Lâm biết là anh đang làm khó cho cô. Anh chủ động đứng dậy đi thanh toán rồi đưa cô trở về. Cả hai ra về khi trời đã khuya. Anh dừng lại cách nơi của Hạ Vũ sống một đoạn dài. Anh nghĩ như vậy là đủ rồi. Anh không muốn đưa cô về tận nhà, bởi vì điều đó không hợp với mối quan hệ của hai người lúc này. Và anh càng không muốn tự ý bước vào thế giới riêng của Hạ Vũ. Hạ Vũ cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước đi. À, khoan đã. Tôi nghĩ là mình nên nói với cô những điều này, dù không biết là nó có thực sự ý nghĩa hay không. Tôi cảm thấy cô có chuyện gì đó rất buồn trong lòng, có phần cô đơn nữa. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù với cả thế giới này, cô chỉ là một người bình thường, thậm chí là không có ý nghĩa gì. Nhưng mà chắc chắn, sẽ luôn có một người coi cô là cả thế giới. Vì thế hãy trân trọng bản thân, đừng làm gì dại dột. Càng đừng hành hạ hay bỏ mặc chính mình như vậy. Cảm ơn anh nhé. Hạ Vũ quay lưng bước đi, nhưng rồi sực nhớ ra điều này cô quay lại. Cô anh đánh rơi trên xe đấy. Tôi quên mất không đưa lại cho anh. Hạ Vũ đặt vào tay của Lâm chiếc móc chìa khóa. Họ tạm biệt nhau khi thành phố rực sáng những ánh đèn. Và đó là lần đầu tiên họ bên nhau gần và lâu đến như vậy, kể từ sau cái đêm định mệnh tại Paris. Lâm đã định nói với Hạ Vũ về bí mật dãy số được in trên chiếc móc chìa khóa đó, nhưng mà rồi anh tủm tỉm mỉm cười. Có lẽ nên đợi vào một khi khác thích hợp hơn. Buổi sáng hôm diễn ra ra ngoài, Lâm đến học viện khi trời còn vương đẫm hơi sương. Bởi vì phải di chuyển xa nên tất cả có mặt từ lúc 5 giờ sáng. Đoàn xe xếp hàng dài chờ di chuyển. Riêng đội cán bộ, lãnh đạo của học viện sẽ đi xe riêng.
Anh Tùng Lâm, xe của anh đợi sẵn phía ngoài rồi đấy. Anh lên đi. Anh sẽ ngồi cùng với Diệp Hy và cả anh Trí Nhân nữa. Trợ lý Thanh Tùng nói trong khi Lâm vẫn giáo giác tìm kiếm điều gì đó. Lâm nôn nóng. Anh có danh sách chia nhân sự trên các xe không? Tôi có đấy. Nhưng mà anh không ngồi cùng các xe đó đâu. Cán bộ của học viện sẽ đi xe riêng. Tổ hậu cần nhà bếp. À không. Cô Hà Vũ ngồi xe nào thế? Thanh Tùng thiếu chút nữa thì bật cười. Có lẽ trong đầu của anh đang cảm thấy thật đáng yêu. Xét cho cùng thì đàn ông, ngay cả khi tưởng chừng đạo mạo, cứng rắn cỡ nào, thì vẫn có thể là một gã ngốc trước một cô gái nào đó mà anh ta thích. Tôi hiểu rồi. Để tôi đi sắp xếp. Nhân sự các xe đã bố trí cả rồi, nên sẽ phải có điều động thì mới có chỗ cho anh được. Vậy thì làm mau đi. Cuối cùng thì Lâm cũng lên được chiếc xe có cái tên Hà Vũ trong danh sách. Anh còn chưa kịp mừng thì lại nhìn thấy chướng mắt khi bị xếp ngồi bên trên. Trong khi đó Hà Vũ ngồi cùng với Trần Minh. Cả hai cứ liên tục nói chuyện, xem lại thực đơn. Thi thoảng thì cô còn cười, ngả vào phía Minh đầy thân thiết. Ngồi phía bên trên, suốt cả chặng đường đi, Lâm không tài nào chịu được. Anh cứ liên tục ngoái đầu lại rồi hậm hực trong lòng, bởi vì nhìn thấy sự tình tứ của Minh và Hà Vũ. Bực bội trong người, Lâm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Tùng. Tôi cứ tưởng là anh hiểu ý tôi chứ. Anh xếp tôi ngồi đây, nhìn cảnh này á. Kèm theo đó thì Lâm gửi một tấm ảnh mà anh lén chụp trộm Hà Vũ và Minh đang cười đùa. Nhận được tin nhắn của Lâm, Thanh Tùng ôm bụng cười. Anh không nghĩ là Lâm lại có lúc trẻ con như vậy. Vâng ạ, tôi biết rồi thưa sếp. Chiều về nhất định, tôi sẽ không để điều này xảy ra một lần nữa. Lâm cố nhắm mắt rồi đi ngủ, mong cho mau đến nơi. Thế nhưng mà rốt cuộc, anh vẫn không thể nào nuốt trôi được sự bí bách trong lòng đó. Đến nơi thì Lâm nhanh chóng bắt tay vào công tác tổ chức. Anh là người đứng đầu phòng tổ chức, dĩ nhiên vai trò không thể nào thiếu được. Chiếc áo sơ mi trắng khiến anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Trời những ngày đổ hạ có đôi chút oi ả, gương mặt của Lâm lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng mà thần thái thì quả thật khiến mọi cô gái đều phải suýt xoa. Chẳng trách mà khi vị trưởng phòng ấy bận rộn chỉ đạo mọi người làm việc, khối em sinh viên vây lại chỉ để ngắm thật kỹ gương mặt đẹp đến mê hồn đó. Thế nhưng cứ khi nào ngơi tay, ánh mắt của Lâm lại nhìn về một phía. Nơi đó thì Hà Vũ cùng với những người bạn của mình tất bật chuẩn bị bữa trưa cho cả đoàn. Ở Hà Vũ có điều gì đó khác biệt. Khi cô buồn, cô khiến cho mọi gã đàn ông ngắm nhìn đều muốn lao đến, đưa bờ vai của mình để cho cô tựa vào. Nhưng mà khi cô hăng say lao động giống như lúc này, cô cũng quyến rũ đến lạ thường. Lâm bước đến rất gần nơi Hà Vũ làm. Dĩ nhiên là cô không biết anh đang ngắm nhìn mình từ xa. Làm trong gian bếp nên chiếc áo của Hà Vũ ướt đẫm mồ hôi. Lửa lúc không ai nhìn thấy, Lâm vội vàng bước đến, đưa cho Hà Vũ chai nước mát. Anh ngượng ngùng đến nỗi chẳng dám nhìn vào cô, chỉ rúi vội vào tay rồi quay đi. Cô uống đi. Sau câu nói đó, Lâm bước vội về phía khác, không để cho cô có cơ hội nói một lời cảm ơn. Cầm chai nước trên tay, Hà Vũ cảm thấy lòng rưng rưng. Cuối cùng thì một ngày dài bận rộn cũng khép lại. Ngày hôm ấy thì mọi người đều đã rất vui. Đám sinh viên thì cười hớn hở với những trò chơi tập thể kết nối mọi người. Hà Vũ cầm theo lon nước đi dạo quanh khuôn viên khu sinh thái. Cả một ngày quay cuồng với việc chuẩn bị suất ăn cho cả đoàn đông người. Bây giờ thì mới là lúc cô có thời gian để ngắm nhìn nơi đây. Ngồi xuống một chiếc ghế đá, nơi yên bình và vắng vẻ hơn một chút. Hà Vũ muốn bật lon nước để uống. Thế nhưng mà đầu ngón tay ban chiều bị thương khiến cô loay hoay mãi, không thể nào mở được. Hà Vũ khẽ kêu lên một tiếng khi nút mở cửa vào chỗ ngón tay bị thương. Bất ngờ có người nắm lấy tay của cô, giật lon nước đặt xuống ghế. Là Tùng Lâm. Anh lấy từ túi áo miếng băng cá nhân, dán lên ngón tay của Hà Vũ. Từng thao tác tỉ mẩn, nhẹ nhàng, khiến cho Hà Vũ không còn sức để rút tay lại. Cô để mặc yên cho Lâm làm và ngây ngất ngắm nhìn anh. Của cô đây, uống đi. Cô nên tự biết bảo vệ bản thân chứ. Ngày mai còn nhiều việc mà. Tay đau thế này làm sao mà làm việc được. Hà Vũ nhận từ Lâm lon nước đã được mở sẵn. Chết tiệt thật. Hà Vũ tự nghĩ trong đầu. Cô ghét cái sự dịu dàng này của Lâm. Nó khiến cho cô mộng mơ về rất nhiều thứ mà cô biết là mình không nên và không được phép. Nhưng biết làm sao đây.
Anh lại cứ xuất hiện giữa đời cô lặng lẽ, mặc khuấy lên trong lòng những ồn ào, không có cách nào xoa dịu được. Cô về nước lâu chưa? Lâm ngồi xuống ghế, bắt đầu câu chuyện. Cũng được hơn nửa năm rồi. Tôi về ngày 2 tháng 10. Lâm giật mình, anh quay sang hỏi Hạ Vũ. Chuyến bay lúc 5 giờ sáng, số hiệu. Hạ Vũ khá gật đầu. Đến lúc này thì Lâm lại càng ngạc nhiên quá đỗi. Tôi cũng về ngày hôm đó, trên chuyến bay đó. Có lẽ bởi vì chúng ta ngồi những khoang khác nhau. Câu chuyện rơi vào thinh lặng, nhường chỗ cho những nỗi nhớ miên man về đêm hôm ấy. Cả hai đều ngại, không biết phải nói gì vào lúc này cả. Họ sợ lại gợi lên trong đầu những hồi ức mà cả hai đang cố phải giấu đi. Thực ra thì Lâm muốn nói rất nhiều điều về cảm xúc trong lòng của mình lúc này, nhưng anh lại sợ mạo phạm đến Hạ Vũ. Nếu như có thể, Lâm thậm chí còn muốn đề nghị. Chúng mình có thể nào đừng là người dưng nữa được không? Em có thể nào trở thành một người đặc biệt của đời tôi không? Diệp Hy chạy khắp dãy hành lang khách sạn trong khu nghỉ dưỡng để tìm kiếm Tùng Lâm. Cô gõ cửa phòng của Chí Nhân. Anh ơi, anh có thấy anh Lâm ở đâu không? Em gọi cho anh ấy mà không được ấy. Hình như không mang theo điện thoại. Ban nãy thấy Lâm nói đi dạo loanh quanh, chắc về ngay đấy. Thế em có muốn vào uống một ly không? Ban công phòng anh khá rộng và thoáng đáng. Nói không chừng lát nữa Lâm cũng sẽ vào đây đấy. Diệp Hy định từ chối nhưng rồi không hiểu sao cô lại nhận lời. Được thôi. Vừa hay thì lúc này em cũng thèm nhâm nhi một thứ gì đó. Nhân lấy thêm một chiếc ly. Anh cẩn thận kê chiếc ghế cho Diệp Hy ngoài ban công ngay ngắn. Đặt lên bàn một ly rượu vang đỏ cho cô. Anh khẽ nghiêng chiếc ly của mình, chạm nhẹ vào ly của Diệp Hy. Nào, uống đi. Nhấp một ngụm, Diệp Hy hơi nhăn mặt rồi mỉm cười. Uống thêm lần nữa, rồi lần nữa. Từ từ thôi, không sẽ say đấy. Nhân nhìn Diệp Hy bằng ánh mắt trìu mến, tay của anh ngăn chiếc ly của cô lại. Không sao đâu, tửu lượng của em khá lắm đấy. Nhìn cái cách mà Diệp Hy uống, Chí Nhân biết cô không ổn, bởi thế mà anh không muốn cản cô. Khi buồn thì ngay cả cái quyền say cũng không được, thì chẳng còn gì chán hơn vậy nữa. Em có tâm sự gì sao? Điều đó rõ đến như vậy á? Đúng vậy. Nhân xoay vần ly rượu trên tay. Anh vẫn nhìn Diệp Hy say đắm và chờ đợi ở cô một câu trả lời. Nhưng mà Diệp Hy thì vẫn im lặng. Có vẻ như nó liên quan đến cậu em trai của anh. Thế giới của em chỉ có Lâm thôi. Nhưng dường như trong thế giới của Lâm, bóng dáng của em lại khá mờ nhạt. Và điều đó khiến em buồn sao? Phải cố gắng lắm thì Nhân mới thốt ra được những lời này. Anh cũng nhận thấy điều đó à? Xem ra thì em thật đáng thương trong mắt mọi người. Thật ra tất cả người ngoài nghĩ gì không quan trọng. Nó chỉ thực sự tệ hại khi chính em biết điều đó là sự thật. Lại càng tệ hơn nữa là biết, nhưng vẫn cứ bất chấp làm đến cùng. Dù cho bản thân chỉ toàn nhận về những tổn thương thôi. Không đâu, em có niềm tin. Từ năm lên 10 tuổi cho đến bây giờ, khi nghe mẹ nói về chuyện đính ước, em chỉ biết có một mình anh ấy thôi. Nhất định là em sẽ khiến cho anh ấy rung động trước em. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Diệp Hy. Nhân đưa tay lau cho cô, dù chính anh cũng đang đầy những tổn thương. Anh lại tiếp tục uống. Anh chẳng biết phải nói gì với cô vào lúc này cả. Một lời khuyên sao? Khuyên cô từ bỏ. Nhân không thể nói, bởi vì chính anh cũng giống như Diệp Hy, vùng vẫy trong mớ cảm xúc, biết là không có ngày mai, nhưng mà lại chẳng thể nào thoát ra được. Nhân cảm thấy là mình cũng ngu ngốc y hệt như vậy, tự chuốc về những đớn đau, thế nhưng tuyệt nhiên không muốn buông tay từ bỏ. Hai ngày đầy thú vị trôi qua, cảm giác chung của mọi người đều cảm thấy mệt thế nhưng vui. Chuyến xe về vào lúc tối muộn, Lâm bước lên, nhìn trước nhìn sau và thấy vui mừng bởi vì chỗ ngồi bên cạnh Hạ Vũ đang trống. Dĩ nhiên là nó trống bởi vì mọi thứ đã được dàn xếp bởi Thanh Tùng. Anh chàng Minh tội nghiệp bị đẩy sang một xe khác với cái lý do cũng rất hợp lý, là bởi vì số đồ của nhà bếp ở xe kia cần có người quản lý. Anh Minh đâu nhỉ? Không thấy anh ấy lên vậy. Tiếng Hạ Vũ hỏi mấy người bạn ngồi cùng, nhưng mà xem ra ai nấy đều mệt rũ người, gục lên thành ghế ngủ thiếp đi. Đây là chỗ của tôi. Tôi có thể ngồi không?
Lâm ngập ngừng đề nghị. Hà Vũ có đôi chút ngạc nhiên. Khoan đã, lúc đi là chỗ của anh Minh, bây giờ còn chưa thấy anh ấy lên xe nữa. Tôi thấy trợ lý báo anh ấy ngồi xe sau, bởi vì còn một số đồ của nhà bếp đã vứt lên xe đó, cần có người tiếp nhận. Tôi thấy báo chỗ mình ngồi đây. Chuyện này do đội tổ chức lên danh sách, tôi chỉ là chấp hành thôi. Hà Vũ ngồi lui vào, nhường chỗ cho Lâm. Thú thật thì mặc dù giữa hai người cũng đã có vài lần ngồi chung xe, ăn cùng bàn, thế nhưng chiếc xe đi đến chỗ ngồi chật ngay sát cạnh nhau. Việc ngồi cạnh Lâm suốt cả chặng đường dài làm cô cảm thấy có đôi chút bất tiện. Sau khoảng 10 phút di chuyển, điện trên xe tắt đi cho mọi người tranh thủ chợp mắt. Ngoài trời buổi tối ập đến khá nhanh, trên xe chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ dịu dịu. Hà Vũ nhìn ra ngoài, cô cố gắng không quay về phía bên Lâm để tránh đi sự khó xử. Nhưng mà rồi sau 2 ngày đầy mệt mỏi, cô gục lên thành cánh ô tô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lâm nhòi người về phía trước để nhìn Hà Vũ. Đúng là cô đã ngủ thật. Gương mặt đầy mệt mỏi khiến cho anh cảm thấy có một chút xót xa. Đầu của cô đập vào thành kính mỗi khi chiếc xe đi vào ổ gà. Thế là Lâm nhẹ nhàng kéo cô tựa vào vai của mình, dường như dễ chịu hơn nhiều. Hà Vũ mỗi lúc lại rụi đầu, xích lại gần hơn tí nữa. Cô giống như con mèo nhỏ, muốn cột mình lại trong vòng tay ấm áp của chủ nhân. Sự mềm mại thân thương này của Hạ Vũ khiến cho Lâm muốn bất chấp tất cả. Anh đưa mắt nhìn cả xe, ai nấy cũng đều đã ngủ say. Hơn nữa cả hai đang ngồi cuối xe. Lâm liều lĩnh vòng tay của mình ra phía sau, ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé của cô vào lòng. Anh cứ ôm cô như thể ôm một người tình yêu dấu vậy. Chuyến xe trong đêm tối đi về phía trung tâm của thành phố, mọi người thiếp đi bởi vì mệt. Chỉ duy nhất có mình Lâm vẫn thức. Anh như đang cố gắng tận hưởng những giây phút ngọt ngào đến man dại này. Lâm chỉ mong chuyến xe cứ kéo dài vô định mãi. Anh vén những lọn tóc vương trên gương mặt thanh tú của Hà Vũ để giữ cho cô một giấc ngủ ngon. Nhìn gương mặt của cô lúc này, anh thèm khát được đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Nhẹ nhàng, dịu dàng thôi cũng được. Nhưng mà dĩ nhiên, anh không dám. Anh cứ ngồi bất động như thế để giữ cho cô gái cạnh mình được những phút bình yên. Thấy bác tài báo sắp đến nơi, Lâm từ từ rút tay của mình ra, chỉ còn để Hạ Vũ tựa vào vai của mình. Anh không muốn là cô cảm thấy ngượng ngùng. Sự tình tứ ấy đủ khiến cho đổ vỡ về những khao khát trong anh. Không nên để cô gái ấy biết, bởi vì như thế chắc chắn cô sẽ lại tìm cách xa anh hơn một chút nữa. Cô bừng tỉnh khi ánh điện của xe bật lên. Mọi người nháo nhào khi đến sân của học viện. Như nhận ra điều gì đó, Hạ Vũ rối rít. À, xin lỗi nhé. Có phải là tôi ngủ quên đã làm điều gì đó không phải không? Rất xin lỗi anh. Không đâu. Tôi cũng ngủ say chẳng biết gì cả. Cô không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Về thôi. Hạ Vũ vội vàng xuống xe, tránh sự khó xử khi phải đối diện với Lâm. Nhìn cái dáng vẻ lập cập của cô thì Lâm khẽ mỉm cười. Cô gái ấy sao mà đáng yêu như vậy chứ? Lâm giật bắn mình khi vừa xuống xe thì gặp ngay gương mặt hớn hở của Thanh Tùng. Anh chàng tiến đến hỏi nhỏ. Sếp à, mọi chuyện ổn cả chứ? Có gì vui không à? Mặt của Lâm đỏ bừng. Các anh chàng này sao mà phiền nhiễu như vậy? Hỏi như thế đã có ý gì đây? Lâm chống chế. Thì có gì đâu. Tôi ngồi ghế xe và về nhà như bao nhiêu người khác thôi. Vậy á? Vừa thấy cô Hà Vũ bước vội đi, mặt thì đỏ bừng như thế, y như là mặt sếp lúc này ấy. Còn tưởng có chuyện gì đó thú vị diễn ra chứ. Thanh Tùng vẫn không ngừng nhây. Vớ va vớ vẩn. Mặt tôi đỏ lúc nào thế? Bởi vì ngồi trên xe nóng quá, nó phừng phừng vậy thôi. Mà sao anh còn chưa về đi? Tôi đi về đi muộn rồi đấy. Trong khi Thanh Tùng phì cười vì điệu bộ của sếp, thì Lâm lại mải tìm bóng hình của Hà Vũ. Cô vừa bước ra từ khu nhà bếp, đi dọc theo con đường nhỏ trong học viện để ra phía cổng. Con đường này tối quá, anh chạy thật nhanh về phía nhà xe, lái xe đi thật chậm phía sau. Ánh đèn xe soi về phía trước, nơi mà Hà Vũ đang đi. Nhờ có ánh đèn xe của Lâm mà con đường cô đi trở nên dễ dàng hơn. Hà Vũ quay đầu nhìn lại, cô không nhận ra được người ngồi trên xe bởi vì quá chói. Nhưng mà không hiểu sao, Hà Vũ cảm thấy yên tâm và ấm áp kỳ lạ. Cô nghĩ về những gì diễn ra trên chuyến xe. Cô bé Thủy Dương và Ngọc Thảo khi nãy gặp thì cứ la oai oái về việc mỏi cổ,
do tựa vào thành kính. Vậy mà không hiểu sao Hạ Vũ cảm thấy thật dễ chịu. Cô không hề có cảm giác mỏi đó. Thậm chí trong giấc ngủ mê man, còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái, như thể được gối lên một thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Hết quãng đường tối đen trong học viện, Hạ Vũ ngồi đợi ở bến xe buýt ngoài cổng, nơi đèn đường rực sáng. Đến lúc này thì chiếc xe ấy mới chịu phóng nhanh qua cô. Hạ Vũ nhìn theo, cô lờ mờ đoán ra hình như đó là xe của Lâm. Ngồi đợi chuyến xe trở về nhà mình, Hạ Vũ cảm thấy vui trong lòng. Không hiểu vì sao, những dư vị của ngày hôm nay đọng lại trong cô cứ ngọt ngào đến như vậy. Chứng kiến câu chuyện của chuyến đi ra ngoài, Thanh Tùng đắn đo rất nhiều, và rồi thì anh quyết định nói chuyện một cách nghiêm túc với Lâm. Ngồi trong phòng làm việc riêng của Lâm, Thanh Tùng thẳng thắn. Trưởng phòng, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Anh có thể nghĩ là tôi nhiều chuyện, hoặc là can thiệp quá sâu vào vấn đề cá nhân. Nhưng mà tôi thật lòng mong anh hiểu cho thành ý của tôi. Tôi biết là anh có chút tình cảm với cô bé Hạ Vũ. Tôi cũng biết Diệp Hy yêu anh. Mà không phải tôi. Bất cứ ai ở học viện này cũng đều nghĩ hai người là một đôi. Tôi được chính Diệp Hy giới thiệu về làm cho anh. Với tôi mà nói thì Diệp Hy cũng là một ân nhân. Tôi biết là chuyện tình cảm không thể nào gượng ép. Nhưng nếu như anh không yêu Diệp Hy, cũng nên có thái độ rõ ràng với cô ấy. Đừng để một cô gái tốt như vậy chịu tổn thương chỉ vì sự nhập nhằng của bản thân anh. Lâm hoàn toàn không giận Thanh Tùng dù anh là cấp dưới. Những lời nói thẳng như thế này không phải người sếp nào cũng may mắn được nghe từ nhân viên. Phải coi anh thân thiết đến nhường nào thì Thanh Tùng mới dám bày tỏ như vậy chứ. Lâm gật gù rồi đáp. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhé. Đúng là tôi cần có thái độ rõ ràng với Diệp Hy. Bấy lâu nay với tôi, cô ấy giống như một cô em gái. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho tôi. Nhưng với tôi mà nói, tôi không hề rung động. Chỉ nghĩ đơn giản, cứ kệ con bé đi. Rồi sau này cô bé sẽ tự hiểu. Nhưng mà xem ra, tôi đã không được tỉnh táo trong chuyện này. Tôi nhất định sẽ lựa chọn cơ hội tốt nhất để nói với Diệp Hy. Những ngày sau đó thì Lâm bận rộn với công việc. Chỉ có giờ nghỉ trưa thì anh mới có thời gian rảnh rỗi mà phiêu với những cảm xúc trong lòng khi ngắm nhìn Hạ Vũ. Anh vẫn ngồi từ xa tận hưởng những giây phút mênh mang đó, thế rồi cười tủm tỉm. Thi thoảng thì Thanh Tùng lại giả vờ che khuất tầm mắt của vị sếp si tình, khiến cho anh ngượng ngùng. Hạ Vũ thì vẫn như vậy, quay cuồng vào mỗi giờ nghỉ trưa để phục vụ bữa ăn cho sinh viên. Cô cũng có lúc lén nhìn người đàn ông đó vài giây, rồi lại tập trung vào công việc. Mỗi tối khi Hạ Vũ tan làm muộn, vẫn có một ánh đèn chiếu cho cô từ phía sau. Dù cho cô đi chậm cỡ nào, thì chiếc xe ấy cũng chuyển động từ từ, lặng lẽ soi đường cho cô đi. Chỉ đến khi nào cô đã ngồi an toàn ở nhà đợi xe buýt, chiếc xe ấy mới tiến nhanh về phía trước. Hạ Vũ biết điều đó, thế nhưng thinh lặng. Cô không muốn phải truy đến cùng điều đó. Cuộc sống đôi khi là như thế mà. Cứ mơ hồ một chút cũng tốt, không nhất thiết phải tìm đến tận căn nguyên. Ngày hôm đó, trời bỗng đổ cơn mưa lớn. Hạ Vũ đứng co ro đợi chiếc xe buýt của mình đến. Thi thoảng, cô nhìn ra phía ngoài để đợi xe đến. Cô giật mình khi quay lại thì thấy một chiếc ô đang được che trên đỉnh đầu. Người đàn ông đó đứng cạnh cô, mỉm cười rồi nhanh như chớp đặt vào tay cô chiếc ô. Cầm lấy đi, không ướt đấy. Đó là Lâm. Anh mỉm cười rạng rỡ trong ánh điện mờ ảo của một đêm mưa. Hạ Vũ còn chưa kịp nói gì, Lâm đã chạy về phía sau. Dẫu cho anh có cố gắng đến mấy thì có lẽ anh cũng đã ướt nhẹp bởi vì cơn mưa quá lớn. Trên chiếc xe buýt trở về, băng qua những con phố, ô cửa kính nhòe nhoẹt những mảng đèn đường và nước mưa trút xuống. Mỗi lần nhìn thấy chiếc ô trên tay của mình thì Hạ Vũ lại cảm thấy những cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Lâm giống như một ngọn đèn bỗng nhìn bật sáng trên con đường tối thẫm của đêm đông. Anh xuất hiện đầy bất ngờ, thắp lên những mộng mơ dù cho Hạ Vũ biết đó mãi mãi chỉ là mộng ảo đẹp đẽ mà thôi. Tuyệt nhiên chẳng thể nào trở thành sự thật. Thế nhưng những giây phút như vậy, có đôi lần cô đã nghĩ, giá mà có thể, bất chấp. Buổi trưa ngày hôm đó, Hạ Vũ giáo giác nhìn và tìm kiếm, thế nhưng không thấy Lâm đâu cả. Chỉ có một mình Thanh Tùng đến nhà ăn. Cuối giờ thì căng tin không còn nhiều người, tổ bếp thu dọn lại mọi thứ. Trợ lý Thanh Tùng bước đến với sự sốt sắng. Cô Hạ Vũ, nhà bếp còn đồ ăn không?
Nếu như không thì cô có thể nấu tạm chút gì đó mang đến cho trưởng phòng Lâm được không? Anh ấy đang bị cảm, hôm nay không thể nào đi làm được. Anh ấy vừa gọi điện cho tôi bảo mang cơm đến, nhưng mà tôi phải đi họp gấp bây giờ. Cuộc họp lại rất quan trọng nữa. Mà anh Lâm đã không thể nào tham dự thì tôi nhất định phải ngồi nghe để con truyền đạt lại. Tôi nhờ cô được không? Hà Vũ cảm thấy hơi ngại một chút. Chuyện này thì chắc chắn làm khó cô rồi, bởi vì vốn dĩ cô và Lâm không phải là sếp và nhân viên bình thường. Nhưng mà biết làm sao đây, không nhẽ cô lại từ chối. Hơn nữa, việc anh Lâm ốm có lẽ là do tối qua anh ấy dầm mưa, mà chuyện đó một phần lỗi cũng là của cô. Đắn đo suy nghĩ một chút thì Hà Vũ gật đầu. Chỉ đợi có như vậy thì Thanh Tùng vội lấy mảnh giấy, viết vài dòng ngoạch ngoạc lên đó, ghi địa chỉ nhà Lâm. Cô đến nơi cứ bấm chuông cửa nhé. Anh ấy trong nhà đấy. Cảm ơn cô nhiều. Tiếng chuông cửa vang lên. Lâm lấy hết sức vùng ra khỏi chăn để mở cửa. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Diệp Hy. Sao lại là em? Anh cứ tưởng Thanh Tùng cậu ta nói sẽ mang đồ ăn đến cho anh chứ. Em vào nhà đã. Trời mưa to quá. Từ chỗ taxi bước vào sảnh thôi, cũng ướt hết cả ấy. Em có mang cháo cho anh đây. Anh ăn đi. Diệp Hy vội vàng lấy bát, bỏ đồ ăn lên bàn rồi nói tiếp. Ăn đi cho nóng. Mà anh đấy, không chịu giữ gìn sức khỏe gì cả. Ốm cũng không gọi cho em. Thế nếu như em không sang phòng của anh, thế anh không đi làm, sau đó hỏi Thanh Tùng thì cũng không thể nào biết được. Chán anh thật đấy. Anh ăn đi. Em đi tắm tí nhé, em lạnh quá. Nói rồi Diệp Hy bước vào phòng của Lâm lấy đồ. Anh cũng không bận tâm lắm, bởi vì đầu đang nặng trịch, toàn thân mỏi nhừ. Lâm rèo ra, nút từng thìa cháo mà cảm thấy cổ họng đắng chát. Tiếng chuông cửa vang lên. Lâm dừng lại. Có lẽ giờ mới là Thanh Tùng đến. Sao đến muộn vậy? Thiếu tí nữa tôi chết đói đi nhá. Mất vài giây để trấn tĩnh, Lâm mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà Vũ? Sao lại là cô thế? Lâm nhìn một lượt từ đầu đến chân. Hà Vũ ướt sũng, thậm chí toàn thân của cô đang run lên bởi vì lạnh. Là Thanh Tùng nhờ tôi mang đến. Anh ấy phải tham dự cuộc họp gấp thế nên không thể đến được. Vì thế tôi đi thay. Đồ ăn của anh đây. Nhân tiện thì anh uống thuốc vào nữa nhé. Hà Vũ run rẩy đưa cho Lâm túi đồ đựng cơm. Cô lục tìm trong túi bịch thuốc vừa mua vội trên đường, rồi đặt vào tay của Lâm. Anh, ai đến vậy? Diệp Hy bất ngờ ôm chầm lấy eo của Lâm từ phía sau. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, để lộ ra đôi chân dài miên man đầy mời gọi. Chiếc cúc áo phía trên cũng buông lơi không đóng lại. Bầu ngực thì căng tràn lộ ra. Mái tóc vừa gội còn thoang thoảng mùi hương thơm. Nhìn thấy bóng cô gái đứng trước cửa, Diệp Hy khẽ kéo áo che lại phần ngực đang lộ ra, giả vờ như chỉnh đốn lại. Nhìn Hạ Vũ rồi hỏi. Chị là... Tôi làm ở tổ bếp. Trợ lý Thanh Tùng có nhờ tôi mang đến cho trưởng phòng đồ ăn. Xong việc rồi, tôi xin phép. Hà Vũ quay vội đi. Giọng nói của cô cũng lạc tông bởi vì lạnh. Phía sau thì Diệp Hy nói với theo. Cảm ơn chị nhé. Phiền chị quá. Trời mưa như vậy. Không có gì đâu, tôi xin phép. Thấy Hà Vũ quay đi, Diệp Hy cố gắng nói lớn tiếng. Anh, mình vào thôi. Diệp Hy kéo tay của Lâm vào trong khi anh vẫn còn thẫn thờ. Khi cô toàn đóng cánh cửa lại, Lâm vội vã ngăn rồi chạy ra ngoài hành lang. Đợi tí, anh phải ra ngoài. Thế là Lâm lao về phía thang máy. Thật may là Hà Vũ còn chưa rời đi. Anh nắm chặt lấy tay của cô, hơi thở gấp gáp. Khoan đã, đừng đi như vậy. Nghe tôi giải thích đã. Tôi... Cô đừng hiểu nhầm nhé. Cô gái ấy chỉ là... Hà Vũ tháo những ngón tay của anh ra khỏi cổ tay của cô. Thang máy vừa đến, cô nói mà không ngoái lại nhìn anh. Anh vào đi. Anh đang ốm đấy. Tôi xong việc rồi. Còn phải quay về học viện nữa. Hà Vũ nói xong bước vào thang máy. Cánh cửa từ từ khép lại. Cô cúi gầm gương mặt không nhìn anh. Khoảnh khắc đó, lồng ngực của Lâm đau nhói. Anh hiểu. Anh hiểu là sự vô lý của chính mình. Anh và Hà Vũ có là gì của nhau? Để anh nói lời giải thích đến hài hước như vậy. Nhưng mà Lâm thấy sợ.
Anh sợ nếu như cứ để như vậy, anh sẽ chẳng thể nào bước lại gần Hà Vũ thêm được nữa. Lâm quay trở lại căn hộ của mình. Anh nhìn thấy Diệp Hy đang ngồi đợi. Có chuyện gì thế? Sao mà anh phải gấp gáp chạy theo cô gái đó? Anh muốn nhờ cô ấy đưa lại đồ cho Thanh Tùng thôi. Không có gì cả. Anh rất mệt. Anh muốn nghỉ ngơi. Lâm nói xong thì về phòng đóng cửa lại. Cuộn mình trong chiếc chăn, mặc cho những rối bời cứ bùa vây lấy anh. Phía bên ngoài thì Diệp Hy cảm thấy lòng đầy những bất an. Ánh mắt mà Lâm nhìn cô gái đó quả thật không hề bình thường. Nhưng mà cô ta rốt cuộc chỉ là nhân viên nhà bếp. Đành rằng cô ta đẹp thực sự. Nhưng mà không nhé, Lâm lại phải lòng một cô gái chỉ vì vẻ ngoài của cô ta sao? Nhìn những giọt mưa lăn dài bên ô cửa sổ, Diệp Hy cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô bước đến phòng của Lâm, muốn mở cánh cửa nhưng rồi cô dừng lại, nén một tiếng thở dài. Em đã từng nghĩ chỉ cần cho anh thời gian là đủ, nhưng xem ra là không phải rồi. Có lẽ đã đến lúc em phải hành động thực sự thôi. Hạ Vũ băng màn mưa ra về. Cô lái chiếc xe máy mượn tạm của Thủy Dương. Nước mưa xối xả vào gương mặt của cô. Trong cô là những hụt hẫng không thể nào gọi tên. Cô tự trách chính mình quá ngu ngốc khi đã từng ôm ấp một giấc mơ xa vời nào đó. Trên đời này chẳng ai có thể làm bạn tổn thương, trừ khi chính bạn cho họ cái quyền đó. Hà Vũ tự nhủ với lòng mình, đã đến lúc cô trở về với thực tại, ném vào di vang những rung động mơ hồ, ảo tưởng đó để sống. Hà Vũ quay trở lại trường với bộ dạng ướt nhẹp, người cô run lên vì lạnh. Nhìn thấy cô như vậy thì Minh cảm thấy bực bội trong người. Anh đã nghe nhân viên nói về việc Hạ Vũ phải đi mang cơm đến nhà cho Lâm. Em định làm tiếp khi mà người thì ướt như vậy á? Để đấy, anh đưa em về. Hạ Vũ luống cuống. Em xin lỗi, em không nghĩ là trời lại mưa to như vậy. Em xin phép nghỉ chiều nay. Anh không cần đưa em về đâu, em tự đi được. Em không có xe ô tô, tự đi đều ốm á. Ngày mai chúng ta sẽ đi khảo sát cơ sở nhập nguyên liệu mới, không thể nào hủy được đâu. Không có cách nào để từ chối, Hà Vũ đành theo Minh ra xe. Nhìn cảnh tình tứ đó, những đồng nghiệp tủm tỉm cười. Thùy Dương lại còn quả quyết. Đấy, mọi người tin em đi, chẳng mấy đâu, chị Hà Vũ sẽ đổ gục trước anh Minh ga lăng của nhà mình đấy nhá. Được nghỉ một buổi chiều thì Hà Vũ nhấp từng ngụm trà nóng, vừa ngồi lau khô tóc vừa ngắm nhìn góc phố nhỏ từ ô cửa sổ của mình. Không hiểu vì sao trong lòng của cô cảm thấy rất buồn, một cảm giác tủi thân, hậm hực mà không biết phải trách cứ ai cả. Hình ảnh thân thiết của Diệp Hy với Tùng Lâm cứ làng vàng trong đầu cô. Nó đan xen với cái nhìn đau đớn mà mỗi lần Lâm nhìn cô. Cô tự hỏi rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của anh. Nhưng rồi Hạ Vũ bật cười với chính mình. Có thể cái ánh nhìn chất chứa của anh dành cho cô là thật, thật như chính mối quan hệ của anh và Diệp Hy. Đàn ông vốn là như vậy, nhất là đàn ông có tiền thì lại càng không muốn bớt, chỉ muốn thêm thôi. Buổi sáng hôm sau thì Hà Vũ theo mình đến một cơ sở nhập nguyên liệu cho bếp ăn. Anh thực sự là một người đàn ông vừa tài giỏi vừa tâm huyết. Mình hướng dẫn tỉ mỉ cho Hà Vũ cách xem xét, đánh giá và các tiêu chí lựa chọn một nhà cung cấp thực phẩm đủ tốt và an toàn. Trời nắng, mình đổi cho Hà Vũ chiếc mũ rộng vành mà anh chuẩn bị từ trước, còn mang cả nước cho cô nữa. Cái cách quan tâm của mình thực sự khiến người ta dễ chịu, lúc nào cũng dịu dàng, chừng mực, không khiến đối phương cảm thấy ngại, nhưng cũng chẳng để cho người ta cái quyền được khước từ. Người đàn ông như vậy quả thật, con gái khó lòng ngăn được trái tim của mình. Mỗi lần nhìn mình, Hạ Vũ cứ bần thần, miên man suy nghĩ. Anh ấy là người tốt, sẽ rất tệ nếu như một ngày nào đó mình làm cho anh ấy đau lòng. Hà Vũ, em đã từng yêu ai bao giờ chưa? Trên đường trở về thì Minh chủ động gợi mở câu chuyện. Cô cảm thấy bất ngờ bởi vì câu hỏi thẳng thắn này của anh. Thông thường thì Minh không mấy khi đặt ra những câu tương tự như vậy, bởi vì biết sẽ làm đối phương khó xử. Nếu như để nói có một mối tình chính thức thì chưa. Vậy nghĩa là em có một mối tình câm lặng, không tỏ bày sao? Cũng không hẳn là như thế. Có lẽ chỉ là một chút rung động từ phía em thôi. Nó vu vơ và không có đích đến. Thế tại sao em không mở lòng mình đón nhận những tình cảm mới?
Từ ngày biết em đến giờ cũng không thấy em có bạn khác giới nào cả. Lúc này đôi mắt của Hạ Vũ ngấn lệ. Có một vài chuyện trong cuộc đời khiến em hơi dè dặt khi nhắc đến tình yêu. Em sợ người ta phát hiện ra những bí mật của mình, sợ là mình không xứng đáng với ai cả. Mình nắm lấy tay của Hạ Vũ. Em đừng nghĩ như vậy chứ. Em là một cô gái tốt, nghị lực và tự trọng. Anh nghĩ là người đàn ông nào khi đứng đối diện với em đều cảm nhận được sức hút đó. Điều quan trọng là em xem trái tim của mình hướng về ai thôi. Khi đó thì mạnh dạn yêu thương và đón nhận. Họ yêu em vì chính em chứ không phải vì bất cứ điều gì khác như thân thế, giàu nghèo hay sự nghiệp của em đâu. Hạ Vũ nhìn Minh, cô nghẹn ngào bối rối. Cô hiểu những ẩn ý trong lời mà Minh nói. Chỉ có điều trái tim cô không thổn thức một thứ cảm xúc của trai gái khi bên Minh. Anh giống như một người anh, lúc nào cũng yêu thương, che chở và bao bọc cho cô em gái. Nhà ăn hôm nay vắng người, Lâm ngay lập tức phát hiện ra sự vắng mặt của Hạ Vũ trong căn bếp. Anh cứ đứng ngồi không yên, bữa cơm cũng chẳng nuốt trôi. Ngày hôm qua thì khi Hạ Vũ rời đi, Lâm đã luôn nghĩ ngợi. Anh rất sợ cái mối quan hệ mỏng như sợi tơ của hai người sẽ đứt không cách nào níu lại được. Rõ ràng, anh đã nhìn thấy sự hoang mang và cả một chút thất vọng trong ánh mắt của Hạ Vũ khi nhìn thấy Diệp Hy ôm anh. Điều đó khiến anh vừa mừng lại vừa lo. Mừng là bởi chắc hẳn anh phải là một điều gì đó đủ quan trọng khiến cho cô phải buồn. Nhưng lo là bởi vì sợ cô tổn thương rồi sẽ xa cách anh hơn nữa. Không kìm được lòng mình, Lâm ngập ngừng rồi tiến đến hỏi đội bếp. Cho hỏi cô Hạ Vũ hôm nay cô ấy không đi làm sao? Thùy Dương vội vã đáp lời. Hôm nay chị Hạ Vũ và bếp trưởng Minh chúng tôi đi khảo sát nhà cung cấp thực phẩm mới. Chắc là phải đến đầu giờ chiều mới về ạ. À. Không biết là anh có gì nhắn nhủ sao? À không đâu. Lâm vốn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Nhất là lại là thứ cảm xúc liên quan đến người con gái có tên là Hạ Vũ. Anh quay đi với gương mặt không chỉ buồn mà còn hậm hực ghen tuông. Lâm đã không biết rằng phía sau lưng của anh Diệp Hy đã nhìn thấy tất cả. Cô gái thông minh đó ngay lập tức Linh cảm thấy có một thứ gì đó không bình thường trong mối quan hệ của Lâm và cô nhân viên nhà bếp. Ánh mắt đượm buồn của anh đã tố cáo tất cả. Lâm, anh đúng là khiến em ngạc nhiên đấy. Không nhớ anh thực sự thích cô gái đó sao? Em đã chuẩn bị tâm lý cho việc một ngày nào đó mình có đối thủ. Nhưng mà tình địch như cô ta thì quả thật có hơi bất ngờ đấy. Xem ra em không thể nào đứng nhìn được nữa. Diệp Hy nghĩ trong đầu. Khi Lâm quay đi, mấy cô gái nhà bếp trò chuyện râm ran. Chị Ngọc Thảo, anh Minh vừa mới điện thoại về báo tối nay cả đội sẽ đi ăn ở nhà hàng đối diện ngay học viện của chúng ta để mừng sinh nhật chị Hà Vũ. Anh ấy còn bảo ai có bạn trai bạn gái cứ đưa đi thoải mái. Trong lúc Ngọc Thảo và Thùy Dương phấn khích vì điều đó thì Diệp Hy gật gù. Cũng là một cơ hội tốt đấy. Sau tiếng gõ cửa thì Diệp Hy bước vào phòng làm việc của Lâm. Cô nhí nhảnh. Anh, tối nay mình cùng đi ăn tối đi. Chẳng phải là anh nên cảm ơn bởi vì hôm qua em đã đội mưa mang đồ ăn đến cho anh sao? Thật ra trong lòng của Lâm lúc này chỉ mong một khoảng lặng để có thể ngồi yên và thỏa sức nhung nhớ suy ngẫm về Hạ Vũ. Nhưng mà đúng là anh nợ Diệp Hy một lời cảm ơn. Không phải chỉ vì chuyện hôm qua, mà bởi vì tất cả những thành tình mà cô gái trẻ ấy. Dẫu cho anh chưa từng yêu Diệp Hy, nhưng mà anh không bao giờ cho phép bản thân của mình được làm cô em bé nhỏ đó tổn thương. Lâm đồng ý. Vậy thì mình ăn ngay quán đối diện học viện cho tiện nhé. Diệp Hy tay trong tay cùng với Lâm bước vào quán. Dĩ nhiên là Diệp Hy đã chu đáo đến độ xác định xem bàn đặt của tổ nhà bếp ở đâu để lựa một bàn ngồi đúng vị trí đối diện. Khi cả hai vừa ngồi xuống được một lát, còn đang gọi đồ thì tổ nhà bếp bước vào. Ai nấy cũng đều cười nói thoải mái. Họ dường như còn chưa để ý đến sự có mặt của Diệp Hy và Lâm. Ngay lập tức Lâm chột dạ. Họ không phải là đồng nghiệp của Hạ Vũ sao? Vậy thì có lẽ Hạ Vũ cũng sẽ xuất hiện. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa, nôn nóng, ngóng chờ. Cả một ngày trời anh chưa được nhìn thấy cô gái sau cái câu chuyện hiểu nhầm hôm qua. Hơn 10 phút trôi đi, đội của mình cũng đã qua chào hỏi Diệp Hy và Lâm rồi trở về bàn. Tất cả cùng mong ngóng sự có mặt của nhân vật chính. Cuối cùng thì Hạ Vũ cũng đến. Cô nhìn trước ngó sau rồi nở ra nụ cười tươi rói khi thấy những cánh tay ý ới gọi mình. Ôi,
Hà Vũ đẹp thật đấy. Cô mặc chiếc váy lộ bờ vai mảnh khảnh trắng ngần, mái tóc buông xóa dịu dàng, mong manh đến nao lòng. Nói không ngoa, có lẽ tất cả những người đàn ông trong nhà hàng đó, nếu như vô tình nhìn thấy, có lẽ đều phải chứng lại trong vài phút. Dĩ nhìn cả Lâm và Minh cũng không phải là điều ngoại lệ. Anh Minh, mặc dù chị Hà Vũ đẹp, nhưng mà anh có cần phải nhìn như muốn thiêu đốt chị ấy như vậy không? Cô bé Thủy Dương tình ý đã nhận ra ánh mắt ngây dại của anh chàng bếp trưởng. Câu nói trêu chọc ấy khiến cho Hạ Vũ và cả Minh cùng đỏ mặt. Ngồi phía đối diện bên kia thì Lâm cũng nghe thấy. Lúc này thì Hạ Vũ bước vào bàn cùng với những người bạn của mình. Cô còn chưa nhận ra sự có mặt của hai người quen phía bàn đối diện. Khi Hạ Vũ ngồi xuống, Thủy Dương bỗ bỗ tay ra hiệu. Cô ngước mắt nhìn sang. Trong giây lát, Hạ Vũ rối trí thực sự. Cô lập cập quay sang cúi chào Diệp Hy và Tùng Lâm. Vào khoảnh khắc đó, Lâm ngồi bất định và cảm thấy tim của mình đau nhói. Anh nhận ra anh và Hạ Vũ đang dần trở nên xa cách. Họ ngồi cạnh nhau thế nhưng như thuộc về hai thế giới vậy. Ở bên những người bạn của mình, Hạ Vũ trong trẻo nói cười hồn nhiên. Nhưng mỗi lần đứng trước anh, cô lại như biến thành một con người khác. Cả hai chẳng thể nào chạm đến nhau. Lâm lịch thiệp chào lại. Anh không giấu được ánh mắt lưu luyến đến mất hồn của mình khi nhìn Hạ Vũ. Điều đó cũng không thể nào qua mắt được Diệp Hy. Cô mỉm cười chào đáp lại Hạ Vũ, nhưng trong đầu đầy những tính toán. Cũng không ngạc nhiên lắm. Chị ta đẹp đến nhường này cũng chẳng trách. Hai bên trở về thế giới của riêng mình, thế nhưng trong lòng chẳng còn vui như lúc đầu được nữa. Hạ Vũ bối rối, còn Lâm thì đau lòng. Cả Diệp Hy và Minh đều nhận ra sự lóng ngóng của hai người. Trong bữa ăn thì đội Ngọc Thảo, Thùy Dương cứ cố tình trêu chọc, gán ghép mình. Mọi lần thấy anh chừng mực bao nhiêu, hôm nay lại táo bạo bấy nhiêu. Anh nắm chặt lấy tay của Hà Vũ, thậm chí còn đặt lên đó một cái hôn. Em thấy sao về lời đề nghị của mọi người? Anh có nên nhân dịp sinh nhật của em mà tỏ tình? À không, cầu hôn luôn không nhỉ? Cách thể hiện của mình khiến cả đội hò hét không ngừng bởi vì quá phấn khích. Hà Vũ ngượng ngùng rút tay ra. Tất cả những hành động đó đều khiến cho Lâm không thể nào chịu được. Anh quyết định đứng dậy, bước sang bàn của Hà Vũ. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô Hà Vũ sao? Chúng tôi có thể qua ngồi cùng, chúc mừng một chút được chứ? Dĩ nhiên cả đội nhân viên vui vẻ mời Diệp Hy và Lâm cùng ngồi xuống. Diệp Hy hơi bất ngờ trước hành động này của Lâm. Nó không giống như sự điềm đạm của anh chút nào cả. Điều đó lại càng chứng tỏ trái tim anh đã quá nặng tình với cô gái đó. Thậm chí Lâm còn lựa chỗ ngồi ngay bên cạnh Hạ Vũ để mặc Diệp Hy ngồi đối diện. Mình nâng ly rượu mời tất cả. Thật vinh dự cho chúng tôi quá. Hôm nay lại có cơ hội ngồi cùng với lãnh đạo của học viện. Thay mặt nhân viên của mình xin cảm ơn hai người. Khi tất cả cùng cụm ly, tiếng cười nói rôm rả, những lời chúc tụng tưng bừng, bàn tay của Lâm đưa xuống phía dưới. Anh lần tìm tay Hạ Vũ rồi bất ngờ nắm chặt. Người Hạ Vũ giật thót. Cô đưa mắt nhìn Lâm kinh ngạc. Anh thản nhiên cười tỉnh bơ với mọi người, nhưng không hề có cái chạm táo bạo đang làm phía dưới bàn. Hạ Vũ cửa bàn tay, muốn rút ra. Nhưng mà cô càng làm như thế, thì những ngón tay của Lâm càng đan xít lại chặt hơn. Cô hoảng hốt nhìn Lâm bằng ánh mắt, van nài. Chỉ sợ là ai đó sẽ phát hiện ra sự bất thường giữa họ. Thế nhưng mà Lâm nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của Hạ Vũ. Chúc mừng sinh nhật nhé. Hạ Vũ ngây người ra, tay của cô vùng vẫy, nhưng mà không có cách nào dứt ra trước sức mạnh của người đàn ông đó. Trong khi đó thì Lâm nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, nhưng lại như một lời thách thức. Em cứ thử rời bỏ bàn tay của tôi đi. Nếu như em làm như vậy, tôi không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo đâu. Sợ mọi người nhận ra sự bất thường, cô cũng không đủ sức để chống lại sự mạnh mẽ của Lâm. Hạ Vũ buộc lòng để mặc bàn tay của mình trong lòng bàn tay của anh. Anh cứ như vậy nắm chặt lấy tay của cô trong suốt bữa ăn. Sự liều lĩnh này khiến cho Lâm thích thú. Anh cứ tủm tỉm cười liên tục bởi vì có một thế giới riêng của anh và Hạ Vũ mà không một ai trong số họ biết được. Lâm không muốn kiềm chế lòng mình nữa. Anh sẽ làm mọi cách để có được cô gái này. Mọi thứ diễn ra trong bí mật hai người biết như vậy. Một hồi lâu sau đó thì Minh đứng dậy chủ động đề nghị với Lâm. Hình như là chúng ta uống hơi nhiều thì phải. Tôi ra ngoài hít thở một chút. Thanh có muốn đi cùng không?
Tất nhiên là Lâm hiểu được ẩn ý trong lời đề nghị đó. Họ vốn chẳng thân quen gì cả, nhưng mời nhau như thế này thì ắt có chuyện muốn nói. Mà chủ đề chung giữa họ chẳng có gì khác ngoài cô gái có tên Hạ Vũ. Lâm nhận lời đứng dậy, nuối tiếc, buông bàn tay của Hạ Vũ ra. Ánh mắt của anh nhìn cô, rồi mỉm cười táo bạo, giống như một pha tấn công trực diện, phô diễn hết tâm tình của mình cho cô gái đó thấy. Phía bên ngoài nhà hàng, ở góc dành riêng cho cánh đàn ông hút thuốc, chỉ tầm khoảng chưa đầy một phút, Minh vào chủ đề chính mà không kiêng nể gì cả. Anh Lâm, tôi biết anh là lãnh đạo ở học viện, nhưng liệu tôi có thể nói chuyện với anh như tư cách của hai người đàn ông không? Tất nhiên rồi, đây đâu phải là công sở đâu. Tôi cũng không phải là người quản lý, chỉ chăm chăm chen ép nhân viên. Anh cứ nói đi. Anh có gì đó với Hạ Vũ sao? Mình thẳng thắn đến bất ngờ, nhưng chính điều đó lại làm cho Lâm thích thú. Đúng vậy. Trong giây lát thì mình cũng hơi giật mình bởi vì câu trả lời của Lâm. Anh thậm chí còn chẳng dùng đến vài giây suy nghĩ, trả lời ngay. Xem ra tình cảm này không phải là đùa giỡn. Thực ra cũng không có gì lạ. Cùng là đàn ông với nhau, nói thẳng ra chúng ta đều thấy Hạ Vũ quá đẹp. Dĩ nhiên cả tôi và anh, những gã đàn ông khác cũng sẽ sao lòng trước nhan sắc đó. Hơn nữa, có vẻ như ở thế giới của anh, một cô gái như Hạ Vũ sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ. Và anh bị hấp dẫn cũng là điều không có gì ngạc nhiên cả. Tôi không phải là vì ngoại hình mà rung động trước Hạ Vũ. Giữa tôi và cô ấy có nhiều thứ hơn là anh nghĩ đấy. Mình đối diện, nhìn thẳng vào mắt của Lâm rồi đáp lại. Nghe này, tôi không biết là anh và Hạ Vũ đã có những gì, mối quan hệ của hai người ra sao. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, anh đang làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên phiền phức đấy. Cô ấy chưa đủ vất vả sao? Một cô gái 25 tuổi, một mình vật lộn lo toan với cuộc sống, ngay cả buồn vui cũng không có người thân bên cạnh chia sẻ. Đối với cô ấy, công việc đang làm, những người đồng nghiệp gắn bó đang là nguồn vui lớn nhất. Có thể là ở vị trí của anh, chịu điều tiếng, dị nghị thì không có nghĩa lý gì cả. Dù sao thì anh cũng là công tử con nhà giàu, đào hoa, có tiền. Chuyện mà anh cặp với cô này cô kia, chuyện anh hạ cố tán một cô gái bình dân, chẳng có hề hấn gì cả. Nhưng mà đối với Hạ Vũ thì khác. Cô ấy cần công việc này, cần sự bình yên này, và đừng làm mọi thứ xáo trộn lên nữa. Cô ấy sẽ không đủ sức để chịu thêm một tổn thương không đáng có nào nữa đâu. Anh nghĩ là người ta sẽ nhìn Hạ Vũ như thế nào? Chắc chắn là họ sẽ nói Hạ Vũ là mồi chài anh, bày binh bố trận, quyến rũ anh. Cô ấy có đáng phải chịu những lời phỉ báng như vậy không? Nếu như anh thực sự có chút tình cảm tốt đẹp nào dành cho Hạ Vũ, thì anh không nên có những hành động lộ liễu như hôm nay. Những người xung quanh không phải là kẻ ngốc để không biết việc mà anh làm. Chuyện đó không hề có lợi gì cho cô ấy cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Quả thật là không thể ngờ được lại có một màn đối đầu vô cùng gay cấn giữa Minh và Tùng Lâm. Liệu rằng sau lời chất vấn của Minh thì Tùng Lâm sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào? Nếu như câu trả lời của anh là có, vậy thì chắc hẳn là giờ đây anh sẽ quyết liệt theo đuổi Hạ Vũ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là anh sẽ phải đưa ra câu trả lời dứt khoát cho Diệp Hy. Trong khi đó với tính cách của cô bé này thì chắc hẳn trong tương lai, cô bé này sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua, rất có thể sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho cặp đôi Hạ Vũ và Tùng Lâm. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn còn một điều phải lưu ý, liệu rằng bản thân Hạ Vũ có chấp nhận người đàn ông này hay không. Mặc dù cô thích đấy, nhưng mà cô cảm thấy là mình không hề xứng với người đàn ông này. Vậy thì những câu trả lời tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ buổi trưa ngày mai, tức là ngày mùng 2 Tết trên kênh Chị Dậu nhé. Và trong không khí đón xuân năm mới như thế này thì anh Sa xin được thay mặt ekip của Đình Tùng Media kính gửi đến quý vị và các bạn, những khán thính giả đã đồng hành cùng với ekip trong suốt khoảng thời gian vừa qua, một ngày đầu xuân năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.